cũng theo dõi diễn biến hiệp thi đấu thứ ba, hiệp thi đấu quyết định của trận chung kết giải bóng lưới lần thứ ba xã Nghi Phú năm 2023. Điểm thứ nhất cho đội tuyển giới trẻ 1-0. Như chúng tôi đã nói, hiệp thi đấu thứ ba áp dụng 11 quả, đội nào lên 6 quả là đội sân. Và hai trận bán kết này và trận chung kết thì được kênh YouTube Minh Anh Hoàng Tuệ sẽ phát. Xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy mở kênh YouTube và đăng ký theo dõi để được theo dõi các trận thi đấu bán kết và trận chung kết buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta một pha phản toàn không qua lưới của Hoàng Bò. Điểm thứ hai cho đội tuyển giới trẻ 2-0. Vừa rồi thì Ngọc Bò Đẹp đã được nghỉ một thời gian để lấy lại sức và ngay lập tức thì đã có hiệu quả trong hiệp thi đấu quyết định này. Khi mà hiệp thi đấu thứ hai đã bị dẫn trước với 3 điểm số thì lập tức là ông Ca Thầu đã đưa Bà Lẹt ra để nghỉ lấy dự sức để thi đấu trận chung kết này. Và điểm số bây giờ là đội điểm 1-2. Hoàng Bò phát bóng. Một pha bỏ dở hay nhưng Hoàng Bò đã lập tức đỡ bóng thành công. Rất nắng nót.
cử bóng rất hay của bóng đẹp. Lắp nữa bò lẹp rồi. Bò lẹp rồi. Một pha bò nhỏ rất hay. Và ngay lập tức thì hàng quân tấn công nhưng bóng không vào lưới. Một pha rất là dùng vội vàng của Hồng Quân đã tấn công vào lưới, điểm 4-2. Oh!
6, 7. Việc thảo ấn rất thiệt, nhưng Bảo Lạc đã không đánh bóng âm rồi. Và anh đánh bóng khó theo phần chân của số 22 nhưng không thành công. Bóng đi không qua lưới. Điểm thứ 8 của đội tuyển nữ trẻ, điểm số đã nối lần lên 8-6. Có thể nói là anh tấn công thủ công rất hay, nhưng anh đợi bóng cũng bất tài, nhưng cuối cùng thì đều đến cũng đã phải đến. Một điểm số có thể nói là rất hay của Ngọc Bảo Lạc. Anh đã quan sát thằng bò lên ở giữa sân, anh quyết định lao bóng về cuối sân của phần sân chấm 22 và đã ghi điểm cho đội tuyển 9-6. Ngay lập tức thì đội tuyển chấm 22 đã phải xin dừng hội ý chiến thuật lần thứ nhất trong hiệp thi đấu chung kết. Bây giờ thì Ngọc Bảo Lạc phát bóng. Xin ban tổ chức xin kính mời khán giả chúng ta lùi ra một tí để cho hai đội thi đấu đi. Một pha may mắn của Hoàng Bảo, bóng lật lưới ghi điểm cho số 22. 7-9. Nhìn như bóng đã được lưới nhưng cú đào bóng đi cháy bóng mạnh cho nên qua lưới, lật lưới qua bóng ghi điểm cho số 22. Còn nỗ lực rất cố gắng của các cầu thủ số 22. Tiếp tục một pha đảo đòn của Bảo Lạc, nhưng lần này thì Hoàng Bò đã đưa được bóng. Một pha đánh bóng an toàn của Bảo Lạc. Bây giờ thì hai đội đang chơi rất an toàn, không dám mạo hiểm. Hai đội tiếp tục vào sân.
Hàng đầu phát bóng. Chúng ta hãy chờ xem các cầu thủ của đội Hà Lan được cho phút. Và đội tuyển Pháp bóng. Ngoài mông, ngoài mông. Hà Nội đang nhất tiêu an toàn. Không có cầu thủ nào dám chơi bảo hiểm nữa. Chúc mừng thầy Bình Chóng